thực hiện chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố, Công an 7 quận huyện đã chủ động tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các chốt nơi giáp ranh, cũng như cửa ngõ vào các khu dân cư trên địa bàn phụ trách. Mặc cho thời tiết nắng nóng kéo dài cùng những khó khăn trong thực thi nhiệm vụ, Công an các địa phương vẫn duy trì hoạt động của các chốt kiểm soát 24/24 giờ nhằm đảm bảo giám sát tốt mọi trường hợp ra đường trong thời điểm cách ly xã hội. Ngay từ sáng sớm, tại chốt kiểm soát ngã ba Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập, Công an phường Hòa Khê, quận Thanh Khê đã cùng với các lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện kiểm tra từng trường hợp người dân và phương tiện đi qua nhằm tránh xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Bởi đây là thời gian cao điểm, lượng người đi chợ, đi làm khá đông. Một số bộ phận người dân thì họ chưa ý thức được, là chưa hiểu được cái vấn đề như thế nào là vấn đề cần thiết mới được đi ra ngoài. Tuy nhiên là có vất vả khó khăn đến mấy thì để thực hiện công tác phòng chống dịch và để đảm bảo cái công cuộc phòng chống dịch thành công trên địa bàn thành phố thì chúng tôi vẫn cố gắng để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không những ở địa bàn trung tâm mà tại các khu vực nông thôn của huyện Hòa Vang, các chốt kiểm soát được duy trì thường xuyên. Những tổ tuần tra lưu động như thế này vẫn được triển khai đều đặn bất kể ngày hay đêm. Bên cạnh việc khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, các tổ tuần tra còn tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm quy định cách ly toàn xã hội để phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả. Lực lượng công an xã họ làm việc rất là tốt, họ mà nhắc tới đâu, họ nhắc nhủ tới để mình cái chuyện Covid hay là công an xã thì tốt. Anh Quang Thông cũng chạy lên chạy xuống cũng nói là anh là không có được đi ra ngoài, nên chỉ là thấy Quang Thông mà xã thì là tốt lành, thấy cái không có gì chỉ hết, họ cũng chăm sóc tới gia đình tôi. Bên cạnh lực lượng tại chỗ của các địa phương, công an thành phố còn tăng cường thêm hơn 300 cán bộ chiến sĩ đến từ nhiều phòng ban khác nhau nhằm bổ sung nguồn lực, đảm bảo các chốt được tổ chức đều tại các khu phong tỏa cách ly. Đến nay, người dân thành phố đã quá quen với hình ảnh của các chiến sĩ công an tại nhiều chốt kiểm soát. Tất cả họ đang nỗ lực để thành phố được an bình qua mùa dịch.